Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sàn BitGet anh chị ha. Thì đây là một cái sàn giao dịch khá là có tiếng và cũng như là thời gian vừa qua thì cũng có những cái sự hợp tác rất là tuyệt vời đối với những cái câu lạc bộ bóng đá để mà truyền thông về cái sàn giao dịch của mình. Thì trước mắt thì anh chị thấy được khối lượng giao dịch của họ trong vòng 24 giờ nó cũng khá là lớn nha anh chị nha, 8 tỷ đô. Thì đối với cái khối lượng giao dịch này thì đủ để anh chị có thể là thoải mái mà chúng ta thanh khoản được rồi ha. Thì cái sàn BitGet này được thành lập và cũng như là phát triển từ tháng 4 năm 2018 và có trụ sở ở Singapore. Và cũng như là họ hỗ trợ cả OTC nha anh chị, để anh chị có thể là mua bán giao dịch nó dễ dàng hơn. Và cũng như là sàn giao dịch BitGet thì cũng đang phổ cập ở trên 40 cái khu vực lãnh thổ và cung cấp dịch vụ cho hơn 936.000 người đã đăng ký sử dụng nha anh chị. Thì anh chị thấy được là các cặp giao dịch ở trên cái sàn BitGet này cũng có khá là nhiều những cái cặp mà chúng ta thường hay giao dịch ha anh chị ha. Thì đây là cái liên quan đến spot, thì còn những cái hợp đồng về vĩnh cửu để chúng ta là có thể là dễ dàng và chúng ta giao dịch đối với trên sàn BitGet anh chị nhé. Thì ở Twitter của BitGet thì anh chị thấy được là cũng đã được xác nhận và có lượng người theo dõi khá là đông, 320.000 người. Và những cái thông tin họ cập nhật thì cũng khá là thường xuyên, cho thấy là cái sàn này hoạt động rất là ok nha anh chị nha. Và chị có thể thấy được đây là giao diện của sàn BitGet, thì họ có cái sự đầu tư về hình ảnh khá là tốt. Rồi những cái thao tác cơ bản nhất ở trên trang chủ thì nó cũng rất là đơn giản nha anh chị nha. Và ở đây có một cái điểm đặc biệt là gần đây họ có kết nối đến câu lạc bộ Juventus để tài trợ về cái nhận dạng thương hiệu ở trên tay áo. Thì em cũng có kiểm tra và ở trên trang web juventus.com thì anh chị thấy được là thì họ cũng có công bố là đối tác với BitGet nha anh chị. Đó, đối tác về tay áo đầu tiên này của họ đây. Thì chúng ta thấy được là về cái khoản chi phí và cũng như là cái khoản mà họ đầu tư để marketing cũng khá là tốt. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách để chúng ta đăng ký sàn này và nhận được rất là nhiều cái phần quà đến từ cái sàn giao dịch BitGet này anh chị nha. Thì chúng ta thấy được là ở đây em có một cái đường dẫn dành riêng cho cộng đồng chúng ta, thì anh chị có thể là vào đăng ký và hoàn thành những cái nhiệm vụ để nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn. Thì ở đây khi mà anh chị đăng ký thì anh chị có thể là nhận được cái phần quà lên đến là 153 đô la dành cho những người mới tham gia. Thì anh chị có thể là lấy cái đường dẫn này ở dưới video, em có để ở dưới video để anh chị đăng ký và nhận phần quà ha. Đó, thì đầu tiên là khi mà anh chị đăng ký á, thì anh chị sẽ nhận được cái phiếu thưởng khi mà anh chị hoàn thành cái bước là KIC, thì anh chị sẽ nhận được 3 đô la nè. Rồi chúng ta sẽ có cái quỹ dùng thử ha. Thì cái khoản tiền này của chúng ta sẽ được dùng thử để chúng ta chơi thử đó anh chị. Rồi tiếp theo là cái phần phiếu thưởng 20 đô. Thì khi mà anh chị hoàn thành giao dịch hợp đồng tương lai là đánh future anh chị nha, thì anh chị sẽ nhận được cái phiếu giảm giá 20 đô la, thì nó sẽ áp dụng cho hợp đồng tương lai USDT và cũng như là hợp đồng tương lai khác. Thì cả 20 đô này thì anh chị sẽ dùng để mà giảm phí giao dịch phí qua đêm vân vân. Đó, rồi 30 đô tiền thưởng thì hoàn thành giao dịch sao chép lần đầu tiên và nhận được phiếu thưởng là 30 đô la. Thì đối với cái sàn giao dịch này thì nó có tính năng là copy trade. Đây, tính năng copy trade thì tí nữa em sẽ nói sau ha. Đây là các đối tác lớn của họ khi mà họ đã kết nối. Đó, anh chị có thể thấy ha, Juventus, rồi một cái hội về gaming, rồi những cái hội khác. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần đăng ký, thì anh chị có thể là đăng ký bằng số điện thoại của chúng ta. Đó, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều quốc gia khác nhau để anh chị có thể đăng ký ha. Hoặc là anh chị có thể là cơ bản là chúng ta dùng email. Đó, chúng ta nhập email vào đây và chúng ta đăng ký, nó khá là đơn giản. Thì ở đây em sẽ sử dụng email ha. Và những cái thông tin ở đây thì em sẽ che lại anh chị nhé. Rồi, sau khi nhập email thì anh chị sẽ nhập cái mật khẩu của mình. Và sau đó là anh chị sẽ nhập lại cái mật khẩu của mình một lần nữa. Rồi sau khi hoàn thành thì anh chị kiểm tra lại có đúng email hay chưa và mật khẩu nó đã khớp hay chưa. Thì sau đó thì anh chị chú ý là chúng ta click vào cái chỗ là tôi đã đồng ý với điều khoản sử dụng ha. Và chúng ta nhấn vào đăng ký ngay bây giờ. Trong cái hình này thì anh chị chỉ cần là kéo sang phải cho hai cái mảnh ghép này nó khớp lại với nhau là sẽ hoàn thành. Rồi sau khi mà chúng ta nhấn vào đăng ký xong thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã đăng ký gửi về email của chúng ta ha. Thì chúng ta sẽ vào email của chúng ta, thì ở đây em sẽ vào trên điện thoại và em nhập vào đây thôi. Nó sẽ có 6 chữ số anh chị ha. Khi mà anh chị nhập xong thì anh chị nhấn vào complete để chúng ta hoàn thành cái quá trình đăng ký của chúng ta. Thì trong thời điểm hiện tại cái link của em là link mobile ha anh chị ha, thì anh chị có thể là chuyển về cái link ở trang web như thế này cũng được. Rồi chúng ta nhấn vào login nè. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng với password và email của chúng ta. Rồi anh chị cứ nhập email và tài khoản vừa đăng ký chúng ta vào và chúng ta login vào thôi. Ok. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận vào một lần nữa để chúng ta hoàn thành đăng nhập.
Thì sau khi mà chúng ta đăng nhập thì chúng ta thấy là chúng ta đã hoàn thành cái bước đăng nhập rồi. Thì sau khi đăng nhập thì chúng thì sau khi đăng nhập thì tài khoản của chúng ta đã được hoạt động rồi anh chị ha. Và ở đây thì anh chị chỉ cần vào đây là ID verification, có nghĩa là chúng ta sẽ xác nhận về cái KYC của chúng ta nhấn vào verification nè. Thì anh chị sẽ chọn một trong hai loại này. Loại bên trái là xác minh dành cho những cá nhân, loại bên phải là dành cho tổ chức. Thì ví dụ như anh chị là một cái quỹ đầu tư thì anh chị cũng có thể là xác minh bên tay phải này để mà chúng ta có thể là có những cái liên quan đến tổ chức, ví dụ như là rút nhiều hơn hay là hỗ trợ về những cái quỹ lớn chẳng hạn, thì họ cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị ở đây. Còn ở đây thì anh chị là cá nhân thì anh chị chỉ cần lấy cái bên trái này và chúng ta sẽ start verification ở đây. Trong cái khu vực này thì em sẽ không up cái thông tin của em lên và em chỉ hướng dẫn cho anh chị thôi ha. Thì đầu tiên ví dụ như anh chị ở Việt Nam thì chúng ta hãy nhập là Việt Nam vào đây ha. Đó, nhập Việt Nam nè. Rồi tên của anh chị đó, ví dụ như là đầu tư đi chẳng hạn. Rồi anh chị sẽ nhập tên của anh chị vào đây. Rồi sau đó là cái thông tin thì họ sẽ hỗ trợ hai loại thông tin, đầu tiên là ID nè, thứ hai là passport nè. Thì anh chị có cái loại nào thì anh chị cứ sử dụng ha. Ví dụ như anh chị có chứng minh nhân dân thì anh chị sử dụng vào đây. Rồi anh chị sẽ nhập cái số chứng minh nhân dân của chúng ta đây. Rồi khu vực này thì anh chị nhớ là anh chị chụp thật là nét ha. Anh chị chụp mặt trước của chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Và khi mà anh chị chụp xong thì anh chị thấy được đây là cái tấm hình ví dụ, thì anh chị chỉ việc là lấy một tờ giấy trắng ha và anh chị ghi vào cái ngày tháng năm, ví dụ như hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2022, thì anh chị chỉ việc ghi là Bill Gates 2022 37 và kèm theo cái chứng minh nhân dân để ở trước mặt và anh chị chụp hình selfie vào. Và sau khi mà anh chị upload xong ba tấm hình này thì anh chị nhấn vào submit để mà chúng ta hoàn thành cái bước đầu tiên, là cái bước mà chúng ta nhận được $3 về cái khoản KYC anh chị ha. Và đó là cái phần liên quan đến xác nhận danh tính. Thì sau khi xác nhận danh tính xong thì anh chị có thể là vào mục tài sản assets nè để chúng ta xem về tài sản của chúng ta thì họ sẽ hỗ trợ những cái loại tiền tệ nào. Thì ví dụ như ở đây anh chị có USDT nè, thì anh chị muốn nạp vào đây thì anh chị nhấn vào deposit ha. Rồi chị sẽ chọn chain, thì ở đây họ hỗ trợ là TRX nè, ERC20, Binance Smart Chain nè, rồi HECO, rồi Arbitrum One, Solana, đó rất là nhiều ha. Thì anh chị có thể là lựa chọn cái mạng lưới của chúng ta để chúng ta nạp tiền vào để mà chúng ta đầu tư hoặc là trade. Nó khá là tiện và chúng ta sẽ thấy được cái địa chỉ ví, thì ở đây là cái địa chỉ ví BEP20 của em. Đó thì anh chị nào sử dụng Binance Smart Chain có thể là chuyển qua đây cũng được. Đó, hoặc là chúng ta cũng có một cái mã QR để chúng ta quét nè. Đó, nhấn vào đây để chúng ta quét cái mã QR này giao dịch cho nó nhanh. Đó, rồi ngoài ra họ còn hỗ trợ rất là nhiều loại tài sản khác và cái việc mà rút và nạp nó cũng khá là tương tự nhau. Và khi mà chúng ta rút á, thì chúng ta cũng phải xem qua đó là những cái chi phí như thế nào ha. Ví dụ như là BEP20 là 0.8 đô, ERC20 là 25 đô. Thì khi mà anh chị nhập vào ví dụ như BEP20 ở đây chị điền ví. Sau khi điền ví thì chúng ta nhập số lượng và chúng ta nhấn vào submit để mà chúng ta rút ha. Và ở đây họ cũng có một cái là chuyển quỹ nội bộ. Ví dụ như là anh chị có bạn bè hay là anh chị có người thân sử dụng chung một cái sàn này và chị muốn chuyển nhanh và cái phí giao dịch nó thấp á, thì anh chị có thể là sử dụng qua cái email mà họ đăng ký Bitget hoặc là số điện thoại hoặc là UID của họ ở trong tài khoản á, thì chúng ta nhập thông tin vào chúng ta chuyển nó sẽ có cái phí nó rẻ hơn ha. Thì chúng ta sẽ có cái mức phí là free, là miễn phí luôn, thì anh chị có thể là chuyển qua lại ở trên sàn khá là đơn giản. Thì đây là những cái bước nạp rút mà anh chị có thể là quan tâm. Rồi ngoài ra thì chúng ta hãy đi tìm hiểu thêm trên sàn giao dịch này nó có những cái tính năng nào khác. Rồi thì ở đây chúng ta có future là một cái mà anh em rất là quan tâm ha. Thì ở đây chúng ta có hai loại là demo. Đó, demo để chúng ta có thể là trade trade thử trước và chúng ta xem thử là chúng ta có trade được hay không. Ví dụ như ở đây em đã có khả dụng là 3.000 SUSDT. Có nghĩa là chúng ta xài thử SUSDT nha anh chị nha. Ví dụ như em muốn đánh một cái lệnh long ở đây chẳng hạn thì chúng ta có thể là chọn cross hoặc là isolate. Thì ở cái khu vực này thì chúng ta có thể là chọn isolate hoặc là cross. Thì isolate là chúng ta sẽ đánh và chúng ta đến một cái mức nào đó chúng ta chọn cái việc dừng lỗ. Còn cross là anh chị em có thể là sử dụng cái này để mà chúng ta gồng lệnh ha. Ví dụ như là lệnh đang đỏ thì chúng ta có thể là gồng bằng cái số vốn của chúng ta. Còn thì ở đây thường thường là em hay xài isolate để mà chúng ta trade nó đơn giản hơn và chúng ta không phải bận tâm đến khoản vốn. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng đồng bảy. Thì ở đây họ hỗ trợ như là Bitcoin hỗ trợ đến 125x. Thì ví dụ như anh chị thường trade bao nhiêu x thì anh chị có thể là chọn ha. Và tùy theo cái rủi ro mà mình mong muốn, thì ở đây ví dụ em để là 20x đi, long 20 đi, và em sẽ long cái này lên chẳng hạn. Thì em sẽ để đầu tiên ở đây em sẽ chọn khoản vốn nè, và chúng ta có thể là tùy chỉnh check profit và như là stop loss. Ví dụ stop loss là cái đáy gần nhất đi, 44569 chẳng hạn, thì em có thể là đặt giá 44569 vào đây. Rồi check profit thì em có thể là đặt cao hơn, ví dụ như là lên lại cái khu vực này 44642,
Đó, thì chúng ta có thể là chơi thử để chúng ta cảm nhận là cái sàn giao dịch này nó như thế nào anh chị. Trước khi mà chúng ta chơi bằng tài khoản thật ha. Thì ở đây thì em khi mà chúng ta điền take profit và stop loss xong rồi á, thì chúng ta có thể là lựa chọn là buy limit, có nghĩa là chúng ta vào giá chờ, hay là market là chúng ta vào luôn cái giá trong thời điểm hiện tại, hoặc là trigger là chúng ta sẽ cài cái mức giá dừng ha. Thì ở đây em sẽ thử là cái lệnh buy bằng market thử, là xem thử là nó có chênh lệch nhiều hay không. Thì ở đây thì em sẽ để là em với số vốn là 75% cái số vốn demo. Rồi em nhấn buy long nè. Confirm. Rồi lệnh của em đã được đặt ha anh chị có thể thấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều thông tin, ví dụ như long 20x, cái cặp giao dịch của chúng ta có cái margin là bao nhiêu, rồi giá mà chúng ta bị thanh lý là 42.000 nè. Đó nó có rất là thể hiện rất là đầy đủ ha. Unrealized nè. Đó thì em mới vào lệnh em lời 7,3 nè. Ví dụ như là anh chị nào mới chơi future và chúng ta chưa có nhiều cái kiến thức á, thì anh chị hãy chơi demo trước. Đó thì đây là cái sàn giao dịch mà giúp cho anh chị chơi demo, nó khá là đơn giản và cũng như là nó có cái khoản vô. Và cũng như là chúng ta có thể là thử qua những cái cách trading của chúng ta xem nó có hợp lý hay chưa. Và khi nào anh chị cảm thấy là chúng ta chắc chắn rồi, với khoản vốn bao nhiêu đó chúng ta vào chúng ta chơi và chúng ta thành công á, thì khi đó anh chị hãy nạp tiền thật và chúng ta chơi được ha. Thì cái này là liên quan đến chơi demo thôi, còn bình thường chơi thì em không vào lệnh bừa bãi như vậy được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái những cái hợp đồng bằng tài khoản tiền thật nha anh chị nha. Là khi chúng ta chơi ở đây chúng ta là bỏ tiền rồi chúng ta chơi á, thì khi mà anh chị chơi quen rồi anh chị có thể thấy là ở đây là cũng có tương tự như vậy, chúng ta cũng có isolate và cũng như là có cross. Thì anh chị hãy chọn cái isolate hoặc là cross tùy theo cái quyết định của anh chị, và chúng ta nên nhớ là chúng ta chỉnh đồng 7 long short trước ha. Ví dụ như là 10x, 20x hay là 5x thì chúng ta chọn trước và chúng ta vào lệnh, tránh trường hợp chúng ta nhầm. Và cái biểu đồ chúng ta cũng có rất là đầy đủ những cái công cụ để chúng ta sử dụng ha. Và ở đây họ cũng có một cái nữa là họ hiện sẵn những cái cặp giao dịch trên này để chúng ta có thể là theo dõi và chọn nhanh chóng. Ví dụ như em chọn qua Solana nè. Đó, những cái cho nó tiện ha, không phải load lại trang hay là gì cả. XRP nè, nhấn vào là chúng ta thấy luôn. Đó, LTC nè, rồi ETC nè. Đó, và chúng ta thấy được hết ha. Và cái cách thức mà trading ở đây thì nó cũng giống cái phần demo như hồi nãy em có hướng dẫn cho anh chị thôi. Thì anh chị có thể là chọn khoản vốn bao nhiêu. Thì ở đây là USDT ha, còn hồi nãy là SUSDT. Đó, anh chị vẫn có thể là chọn check profit hoặc là stop loss, vân vân. Đó, thì khi mà chúng ta vào lệnh thì chúng ta có thể theo dõi dưới đây có những cái tab khác nhau, ví dụ như following order, open order, order history để chúng ta kiểm tra lại cái lịch sử về giao dịch của chúng ta ở trong quá khứ. Rồi thì đó là liên quan đến future, nó cũng khá là giống với những cái sàn giao dịch trước đây mà chúng ta xài qua. Thì tiếp theo thì chúng ta đến spot, thì spot cũng khá đơn giản thôi, anh chị thấy được là thì ở đây chúng ta cũng có mua bán và hỗ trợ rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau ở trên thị trường để anh chị có thể là chọn ha. Ví dụ như ở đây chúng ta có Mana nè, có CHZ, có Lina, có UMA, rất là nhiều loại cặp tiền tệ ở đây để chúng ta có thể là mua và nắm giữ CRV, ANKR, BNB, cách rất là nhiều ha, để chúng ta có thể là giao dịch và mua bán. Thì anh chị cũng có cái cơ chế là limit order và trigger order để chúng ta chọn. Đó thì chúng ta hãy nhấn vào đây, limit order thì chọn vùng giá, khối lượng là bao nhiêu, và chúng ta nhấn buy hoặc là chúng ta nhấn sell tùy theo cái tài sản của anh chị ha. Thì spot cơ bản là như vậy thôi. Thì chúng ta đi đến cái phần tiếp theo là copy trade. Đây là cái tính năng mà rất là hấp dẫn đối với những nhà đầu tư, có nghĩa là những cái chuyên gia ở trên sàn giao dịch này sẽ trade và anh chị sẽ copy theo cái lệnh của người ta. Thì khi vào đây chúng ta sẽ thấy được là có cái lịch sử của anh ta ha. Chúng ta có lịch sử của anh ta trade như thế nào và chúng ta xem phương pháp của anh ta đánh như thế nào để chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta có nên copy trade hay không. Thì anh này trade cũng khá là đều tay, anh chị có thể thấy 50%, 43%, 60%, 30%, nói chung là đồng 7 20x. Và chúng ta thấy được là anh ta trade khá là nhiều lệnh thắng, và sau khi mà bật qua trang 2 chúng ta thấy những lệnh thua. Thì trong những cái khoảng thời gian thua này chúng ta vẫn có thể là phân tích cái cách mà anh ta đánh và tại sao anh ta thua. Thì chúng ta sẽ nhìn từ cái lệnh thắng đều của anh ta, rồi chúng ta nhìn vào cái lệnh thua của anh ta, thì cái điểm mà tại sao anh ta thua và cái điểm là tại sao mà anh ta thắng á, thì chúng ta có thể là phân tích ra được cái lối chiến thuật đánh của anh ta như thế nào. Khi mà chúng ta thấy phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta follow và chúng ta copy trade này cũng được. Đó thì anh chị thấy được là cái số trading nè, số lợi nhuận mang về, số tăng trưởng, số lỗ, đó vân vân, vân vân. Và cũng như là có cái giới hạn về người follow ha. Ví dụ như ở đây có 225 người thì đã đạt tối đa rồi. Ví dụ anh chị muốn follow tiếp thì anh chị có thể là nhấn vào slot reminder, khi mà có slot trống thì anh chị có thể là vào copy luôn cũng được. Thì ngoài ra còn có rất là nhiều cái trader khác nhau ở đây. Đó, đây là những cái trader khá là chuyên nghiệp và họ có cái mức ROI cũng khá là tốt và cái lượng người theo dõi cũng khá là đông. Đó, thì ở đây thường là full hết rồi nè.
Đó, full 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 thì anh chị sẽ kiếm ra những người nào đang chống slot để anh chị vào ha. Thì chúng ta thấy cái sàn này rất là đông người giao dịch và tỷ lệ của những cái trader list ở đây thì họ đều là full cả, có nghĩa là lượng người sao chép ở trên sàn giao dịch này rất là nhiều, và chúng ta cũng có thể là trông chờ những cái trader nào có cái tiềm năng phát triển tốt và chúng ta chờ slot trống và chúng ta vào ha. Và ngoài ra anh chị cũng có thể là đăng ký để trở thành một trader, kiếm được một cái phần lợi nhuận ở đây ha. Nếu anh chị cảm thấy là cái khả năng của mình nó đến và cũng như là nó ok ổn định để mà chúng ta tạo ra cái lợi nhuận á, thì anh chị có thể là đăng ký lên Linktree và chúng ta chia sẻ phần lợi nhuận với những người copy trade khác. Rồi thì đó là liên quan đến copy trade, một tính năng rất là hấp dẫn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái cơ chế là Lombax. Thì chúng ta thấy được là họ mở rất là nhiều Lombax, những cái dự án như là Bob Planet nè, Yebet nè, những cái dự án vừa qua thì cũng có những cái sự listing khá là tốt. Thì đối với dự án này thì anh chị thấy được là họ có đầy đủ cơ chế, họ có đầy đủ cái nền tảng để họ phát triển ở trong tương lai. Thì ngoài những cái sự lựa chọn của những sàn giao dịch trong thời điểm hiện tại thì anh chị cũng có thể là xem qua sàn giao dịch Bitget này để chúng ta có thể là trải nghiệm, và cũng như là nếu biết đâu mà chúng ta hợp với những cái sàn giao dịch như là Bitget thì chúng ta có thể là tham gia vào. Thì cơ bản là về những cái sản phẩm và dịch vụ của họ rất là tốt anh chị ha. Thì đối với dự án này thì chúng ta cũng có những cái app khác nhau ở trên những cái điện thoại App Store như là iPad hoặc là iPhone, rồi Android như là Samsung, Xiaomi vân vân, thì anh chị đều có thể là xài được thông qua cái ứng dụng của Bitget, họ đã bỏ lên trên những cái chợ cửa hàng rất là lớn ha và uy tín. Rồi ngoài ra thì anh chị có thể là follow qua những cái kênh truyền thông mạng xã hội của họ để mà chúng ta cập nhật thêm về những cái sự kiện mà họ sắp đưa ra. Thì để mà giành được cái phần thưởng dành cho cái lượt đăng ký mới thì anh chị đừng quên là chúng ta hãy nhấn vào cái đường dẫn đăng ký ở bên dưới để chúng ta nhận được những cái bonus lên đến là 150 đô anh chị nha. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.